Kính thưa quý vị, sinh mạng là một hành trình ngắn ngủi, và trong cuộc hành trình đó chúng ta phải đối mặt với bệnh tật và cả cái chết khi tuổi già. Vì thế, điều mà làm cho con người bất an và lo lắng đó chính là sự mất mát và chia ly. Đời người ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn: sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế mà cái chết cũng là một cái quy luật tất yếu của tự nhiên, điều mà chúng ta không thể thay đổi và phải chấp nhận. Cuộc sống của chúng ta vốn vô thường, chúng ta không biết mình phải sống đến bao lâu và khi nào. Cho nên, nếu không có sự chuẩn bị trước cho hậu sự của mình, đợi đến thời khắc mới xử lý, thì e rằng mọi việc sẽ làm cho chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Tang lễ là một việc rất quan trọng của con người. Nó ẩn chứa tính dân tộc, tư tưởng và tính phổ biến. Tang lễ của dân tộc khác nhau còn chứa đựng ý tưởng và quan niệm khác nhau. Một ngôi mộ tốt được xây dựng trên một miếng đất tốt sẽ giúp cho người mất đi được an nghỉ cuối cùng, và người mất đi cũng sẽ phù hộ cho con cháu trên dương gian được bình an vô sự, an khang thịnh vượng, phú quý và cát tường. Vậy thì phong thủy của một miếng đất tốt rất quan trọng đối với con cháu đời sau. Và làm thế nào để chọn một miếng đất mộ có phong thủy tốt? Đất mộ cũng phải điều hòa âm dương mới được. Bởi vì mộ là cực âm, mặt trời là cực dương. Âm dương hòa hợp thì mới phát sinh sinh khí, vì thế mà ảnh hưởng tốt đối với con cháu đời sau. Nói về sự ảnh hưởng của phần đất mộ đối với con cháu đời sau thì thông thường chỉ áp dụng cách nhau một đời, tức là từ đời ông nội cho đến đời cháu, và căn cứ vào luật bát quái 24 và áp dụng ngay trên những cung mạng của thế hệ sau sẽ chọn được những cái phần đất mộ có phong thủy như là hưng vượng phú quý, hưng vượng tài lộc, có lợi cho hôn nhân gia đình, vân vân. Nếu nhìn từ môi trường rộng lớn, hướng chính bắc Ốc Loan Đạt Trương, hướng chính nam Thủy Linh Chiếu, và nếu như chọn được đúng huyệt vị cát tường, con cháu đời sau chắc chắn sẽ được hưng thịnh và gặp được nhiều phú quý cũng như là có được nhiều tài lộc. Phong thủy đất mộ đối với con cháu đời sau có ảnh hưởng rất lâu dài, và điều này cũng tương đối là phức tạp. Trên lý luận thì chúng ta cũng không thể nói rõ được, cho nên phải khảo sát thực địa thì mới có thể tìm hiểu được hiệu quả tương đối là lý tưởng. Tang lễ đối với mỗi dân tộc là một điều rất trang nghiêm và quan trọng, và phong thủy là những điều mà người xưa lưu truyền lại, hiện nay thì cũng đã hòa nhập vào cuộc sống của mỗi người. Hiện nay thời đại đã văn minh thì học thức phong thủy cũng trở nên tinh giản hơn, cho chúng ta dễ hiểu và nắm bắt được. Tang lễ cũng trở nên đơn giản, nhưng ở Việt Nam, môi trường đất mộ để chôn cất tổ tiên vẫn không có gì thay đổi. Đất mộ tại Việt Nam hiện vẫn chưa có quy hoạch rõ ràng, có hoang mọc đầy, nhìn những ngôi nghĩa địa hoang, điều này thì rất ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố. Tập đoàn Tiên Cảnh chính thức khai mạc tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 8 năm 2011, chính thức đưa vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Tiên Cảnh thuộc công ty con nước ngoài của Tập đoàn Tiên Cảnh Malaysia. Tập đoàn có kinh nghiệm về vườn mộ phong cảnh trên 20 năm. Những kinh nghiệm thực tế này chiếm ưu thế trong công việc kinh doanh vườn mộ phong cảnh của công ty chúng tôi. Tiên Cảnh Sơn Trang được trang bị lò hỏa táng công nghệ tiên tiến nhất. Các trang bị công nghệ tiên tiến nhất tại lò hỏa táng không thua kém lò hỏa táng trong vườn mộ phong cảnh tập đoàn Tiên Cảnh tại Malaysia. Có dịch vụ lò hỏa táng thì không thể thiếu dịch vụ cung cấp nhà để hài cốt. Nhà để cốt thiết kế rộng rãi và có một vị trí giếng trời lớn. Dưới mặt nền giếng trời là một bãi cỏ xanh tươi. Trên sân cỏ có trồng những loại hoa cỏ để trang điểm cho nhà để cốt, tạo cho người đến cúng cảm thấy hài hòa, yên tĩnh, thoải mái. Phong thủy vườn mộ và quản lý chuyên nghiệp đất mộ cần phải có một lượng nhân công lớn mới có thể đạt được hiệu quả mỹ quan hóa. Đồng thời, phải duy trì lâu dài không thay đổi. Đây cũng thể hiện vườn mộ phải có một lượng vốn rất lớn để duy trì bảo vệ môi trường xung quanh. Tập đoàn Tiên Cảnh không tiếc giá thành, chỉ mong làm đến điều tốt nhất và đẹp nhất. Chỉ có một mục đích là sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi. Chào anh. May là em đúng giờ, nếu không thì sẽ mất cơ hội được thưởng thức một chuyến du ngoạn rồi. Em luôn luôn đúng giờ mà, khó mà thấy em trễ giờ lắm. Do em luôn đúng giờ nên sẽ được thưởng đó. Đề nghị hay đấy, nhưng hình như là anh không tự nguyện. Hay là em sẽ dẫn anh đến một nơi rất đẹp và yên tĩnh? Chắc là em nói đùa, nếu có một nơi đẹp như vậy thì hẳn anh đã đến rồi. Em chắc là anh chưa tới chỗ này đâu. Thật sao?
ở đâu vậy? Đi nào. Chà, đây là lần đầu anh đi máy bay trực thăng đó. Tuyệt thật. Cảm giác thế nào? Không tệ chứ anh. Thật hoàn hảo. Hay quá. Mà cái gì dưới đó vậy? Trông lộng lẫy quá. Vội vàng làm gì, anh sẽ biết ngay thôi mà. Angeline, nơi này là nơi nào vậy? Chúng ta đậu được cả máy bay trực thăng phải không em? Đừng lo, nơi này rộng tới 3 mẫu, chúng ta tha hồ mà đậu máy bay. Ngoài ra, đoàn này còn cung cấp dịch vụ rất chu đáo. Phòng bay nào của họ cũng đầy đủ những người chuyên nghiệp và tài năng. Anh biết chỗ này rồi. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không thì anh biết đây là Thủy Liêm Động. Đây chẳng phải là núi Hoa Quả Sơn sao? Bà chỉ viết ngoài kia quả thật hiệu quả. Điều đó có nghĩa anh là người có kiến thức rộng, phải không nào? Kiến thức gì, chẳng qua là anh đã xem phim Tây Du Ký thôi. Khung cảnh suối chảy đẹp quá. Đúng rồi. Ở đây cũng có hình bát tiên nữa à? Đây là miền đất thần tiên nên dĩ nhiên là phải có cả thần thánh nữa chứ. À, có cả du khách chụp hình đằng kia kìa. Chẳng có gì là lạ cả, vì nơi này là điểm thu hút khách du lịch mà. Ngoài ra, các công ty sản xuất chương trình thường sử dụng nơi này để quay phim và clip ca nhạc đó. Anh nhớ rồi, hình như anh thấy trên TV thì phải. Chắc chắn là anh đã thấy trên TV rồi. Ngoài ra còn có cả núi Hoa Quả Sơn nữa kìa. Anh sao vậy? Kìa, phong cảnh thật là đẹp. Đẹp thật. Anh nghĩ nếu thêm hoa và cây nữa thì trông em sẽ đẹp hơn đó. Vậy hả? Vậy thì anh thử đi. Thật đó. Chà, ở đây mát và thoải mái quá. Dĩ nhiên là mát rồi, đó là vì các khu lưu trữ trò hài cốt có gắn máy lạnh mà. Khó mà biết được có mùa đông hay không trong Thủy Liêm Động. Anh đừng đánh giá thấp nơi này. Khu vực này rộng lắm, có thể chứa tới 20.000 thi hài đó. Nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Làng Faribas không những có những khu giữ trò hài có máy lạnh, mà còn có một khu vườn bonsai rất đẹp. Thật sao? Ở đâu vậy? Từ từ em sẽ dẫn anh đi. Anh rất là muốn xem ngay đó. Em sẽ đưa anh tới đó ngay mà. Vậy thì nhanh lên nào. Anh xem nơi này trước đi nha. Xem xong rồi, đi thôi. Đây là khu giữ trò hài cốt ngoài sân vườn. Thật là thanh thoát. Đương nhiên, tất cả cây cối ở đây đều có chuyên gia chăm sóc mà. Anh cũng có người giúp việc ở nhà làm những việc kia, nhưng không chuyên nghiệp như vậy. Anh còn dám nói nữa, không có xấu hổ gì cả. Sao mấy tượng mannequin này đi đứng được vậy? Vì chúng có gắn các bộ cảm ứng tự động. À, có cả 24 câu chuyện về lòng hiếu thảo được viết ở đây nữa này. Ngoài mấy câu chuyện trên còn có cả cổ ngữ nữa. Để em thử anh xem anh có hiểu ý nghĩa của lĩnh vực này một chút nào không ha. Dĩ nhiên là không hiểu. Em biết mà. À, có bản dịch tiếng Anh nữa kìa. Cái đó thì anh hiểu. Chà, Faribas trông lộng lẫy thật. Lớn ghê đó.
Hôm nay Steve giúp anh mở rộng tầm mắt để em nói cho anh biết làng Fairy Park được thiết kế khá đẹp, mặc dù nằm ở vị trí đồi dốc tự nhiên thế này. Đây là nghĩa trang hiện đại đầu tiên tại Klang. Thật hả? Anh muốn biết người sáng lập ra nơi này. Để em kể anh nghe lịch sử nơi này nha. Lịch sử hả? Anh thích nghe lắm đó. Đi nào anh. Klang Fairy Park là nghĩa trang tư nhân đầu tiên của Klang, được Kho Ten Sing sáng lập năm 1992. Khu vực này đã mở rộng nhiều, từ 18 mẫu đến giờ là 380 mẫu. Đến nay nó đã được 10 năm rồi đó. Trong khi đó, công ty Fairy Park sở hữu hơn 680 mẫu đất và đã phát triển thành Fairy Park Group. Ngoài Fairy Park ở Klang, công ty còn có các nghĩa trang khác là Lookout Fairy Park và Bago Fairy Park. Wow, chỉ trong vòng 10 năm mà người ta biến Fairy Park thành một tập đoàn hả? Chắc là phải có cái gì đặc biệt lắm, đúng không nào? Đương nhiên rồi. Anh có thấy nghĩa trang này khác với các nghĩa trang khác không? Thú thật, đa số các nghĩa trang đều cho anh cảm giác là muốn khóc. Và đường đi thì không bằng phẳng, cỏ mọc tùm, nên thường đi lại rất là khó khăn. Hơn nữa, các nghĩa trang khác thường lộn xộn và không sạch sẽ. Tuy nhiên mấy chuyện đó không thấy tại nghĩa trang Fairy Park. Cảm giác như là một ngày xuân tươi đẹp khi đi dạo ở đây. Đúng vậy, đó là vì khung cảnh ở đây thật đẹp. Tất cả được xây dựng có sự giám sát chặt chẽ của kỹ sư và thầy phong thủy. Không những còn lưu giữ hàng ngàn năm văn hiến Trung Hoa, mà nó còn giữ nguyên được tư tưởng Khổng Tử và Hiếu Đạo. Anh thấy rồi. Chắc là rất tốn kém để có được sự sạch sẽ của nghĩa trang này, đúng không? Khỏi phải lo, Fairy Park Group là một tập đoàn có tầm nhìn. Họ đã hợp đồng chung với ngân hàng Pacific Trustee Bank Berhad trong việc giữ gìn sạch sẽ nơi đây. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ an ninh 24/24. Điều quan trọng là các nghĩa trang ở đây đều thuộc tập đoàn Fairy Park Group, vì Fairy Park Group không hề dây ngân hàng cho các dự án này. Đúng là đảm bảo cung cấp cho khách hàng nhiều điều kiện ưu đãi thật. Cái nghĩa trang này lớn quá. Đây là ngôi mộ giá trị nhất đó. Anh có biết giá trị nó bao nhiêu không? 100 hay là 200 triệu nào? 8 tỷ đồng Việt Nam. Em nói sao? 8 tỷ đồng Việt Nam. Nhìn này, tất cả đều làm từ đá hoa cương. Từ bức chân dung hay những bản đồ bằng đá kia đều được khảm một cách công phu bởi nghệ nhân Trung Quốc. Tưởng tượng nơi đây còn có cả nghĩa trang công giáo nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói nghĩa trang Fairy Park có mọi thứ với dịch vụ chu đáo và trang bị đầy đủ. Anh cho là những bức tượng thần này và các bức tượng Tây Thiên Đại Thánh ở Thủy Liêm Động là khác nhau và có những đặc điểm riêng. Môi trường ở đây được chỉnh tu lịch lãm. Mặc dù phong cảnh có khác với các nghĩa trang lịch sử của Trung Hoa, tuy nhiên phong cảnh không hề thua kém. Còn một điểm nữa là các bức tượng đều có loa phát ra tiếng tụng kinh. Thật sao? Sao anh không lắng nghe thử đi? Các khu lưu trữ tro cốt của người Công giáo có ở đây không? Anh nghĩ sao nào? Chắc là có. Không cần phải hỏi, dĩ nhiên là có rồi. Anh biết, nhưng anh thử hỏi em thôi. Tập đoàn Fairy Park Group hiểu sự đau buồn của gia đình khi mất người thân yêu. Do vậy, Fairy Park Group đã chuẩn bị và đào tạo đội ngũ mai táng chuyên nghiệp nhất để các thành viên còn lại trong gia đình người xấu số có dịp bày tỏ lòng thành kính. Họ còn lo nơi ăn chốn ở cho người thân người xấu số, giải thích cặn kẽ công việc cần làm, nên khách hàng không phải lo lắng gì. Fairy Park Group chú trọng tính chuyên nghiệp,
chứ không cải chày cải cối quanh co lòng vòng. Không những cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Ferry Park Group còn cung cấp nhiều loại thực phẩm phong phú để những người bà con thân quen có thể thưởng thức sau khi bận rộn thực hiện việc mai táng. Tang lễ là phần quan trọng nhất trong một đám tang. Ferry Park Group cử người đến hỗ trợ và giải thích cặn kẽ về các gói dịch vụ công ty cung cấp. Tất cả chi tiết dịch vụ và giá cả đều được phổ biến rõ ràng trong catalog. Nghĩa trang Klang Ferry Park có 4 bãi đậu xe có thể chứa cả ngàn chiếc. Trong thời gian diễn ra tiết thanh minh, công ty sẽ bố trí nhân viên và cảnh sát điều khiển giao thông ở đây để những người đi tảo mộ không mất công tìm chỗ đậu xe. Bắt đầu từ năm 1998, nghĩa trang Klang Ferry Park có tổ chức lễ cầu siêu báo hiếu, cũng như xin an khang trường thọ. Nghi lễ này rất được bà con coi trọng và tổ chức cách năm một lần. Với sự giúp đỡ của các nhà sư, bạn bè, người thân của người đã khuất, cùng tụng kinh giúp linh hồn người chết siêu thoát. Đối với những ai còn cha mẹ, nghi lễ này giúp xua tan tai ương, nguyện cầu an khang và trường thọ. Klang Ferry Park có trách nhiệm chuẩn bị mọi thứ cho mỗi bàn thờ, gồm những thứ cơ bản như giấy tiền vàng mã, đồ chay và bàn thờ uy nghi vốn là những thứ không thể thiếu. Sao, anh còn gì cần hỏi nữa không? Anh muốn biết nghĩa trang này nằm ở vị trí nào của Klang? Địa chỉ là Pekinmeru 6 Mall, Klang. Mất chừng 20 phút lái xe từ trung tâm Klang vào. Nếu anh đi từ Kuala Lumpur sẽ mất khoảng 30 phút lái xe. Nhanh thế à? Đó là lý do tại sao em chẳng thấy xa tí nào. Ferry Park Seremban là nghĩa trang hiện đại thứ hai của Ferry Park Group, được xây dựng sau sự thành công của nghĩa trang Klang Ferry Park. Nó rộng 10 mẫu, tọa lạc tại một vị trí chiến lược và mất chỉ 20 phút đi từ Seremban đến Lukut. Mái dòng này trông thật uy nghi, anh có thể thấy không phải do nghệ nhân tầm thường khắc đâu. Anh cũng có óc thẩm mỹ đó chứ. Dĩ nhiên rồi. Để em kể anh nghe. Mái dòng này được làm bằng đá nhập từ Trung Quốc và nghệ nhân điêu khắc này cũng là người từ Trung Quốc qua. Anh thấy sự khác biệt của cổng chào ở đây và cái ở Klang, nhưng mỗi cái có một sự độc đáo riêng. Dự án nghĩa trang tọa lạc ở Negeri Sembilan rộng hơn 150 mẫu, hiện chỉ mới triển khai có 30 mẫu thôi. Ferry Park Group đã chi hết 250 tỷ để xây dựng đó. 250 tỷ đồng Việt Nam. Anh cảm thấy nghĩa trang ở Seremban và cái ở Klang là như nhau. Các thiết kế và tranh vẽ được thiết kế đặc biệt bởi thầy phong thủy dựa theo long mạch và phong thủy. Đúng vậy, bên cạnh vẻ đẹp, người qua chúng ta đặc biệt quan tâm đến phong thủy phải không? Các nghĩa trang Ferry Park tọa lạc ở Negeri Sembilan và Lukut đều được thi công từ năm 2005. Mặc dù chỉ có 3 năm nhưng Ferry Park Group cũng đã hoàn thành một nghĩa trang được trang bị đầy đủ. Thật không dễ dàng chút nào, đặc biệt là không phải vay ngân hàng. Anh thật sự thấy ấn tượng đó. Điều đó có nghĩa là Ferry Park Group có nguồn tài chính rất mạnh. Các công ty thuộc tập đoàn Ferry Park Group đều không vay ngân hàng và sở hữu các nghĩa trang này suốt đời. Thật vậy à? Đúng vậy. Do vậy mà người ta thường nói đây là nghĩa trang rất được tin cậy. Đảm bảo là vậy rồi. Tuy nhiên anh thấy có một vấn đề ở đây khá hẻo lánh, liệu đi lại có khó khăn không? Làm sao mà có vấn đề được? Chúng ta chỉ vừa mới mất có 20 phút để tới đây đó thôi. Đúng vậy. Để em dẫn anh tới một chỗ nữa. Còn chỗ đâu khác để xem nữa.
chỉ có trung tâm cải táng và các buồng chứa tro hài như nhau thôi. Anh nghĩ đây là nghĩa trang bình thường hả? Em đi xem một mình nếu anh không đi theo. Giờ đã, chắc phải có cái gì thú vị đằng sau 250 tỷ chứ. Đi đi. Veribas Group còn có nhà máy sản xuất bia mộ ở Trung Quốc. Đây là cảnh làm nổ đá ở Phù Châu, Trung Quốc. Trước tiên, người ta chuyển đá đến nhà máy ở Hối An ở Quảng Châu để chùi rửa. Sau đó người ta cắt đá ra đem đi đánh bóng và chạm trổ. Sau đó nữa người ta chuyển đá đến nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận có công việc riêng như chạm trổ, đúc khuôn và công đoạn quan trọng là làm bia mộ. Các hoa văn trên bia mộ được khắc bằng tay. Cuối cùng, chúng được đóng gói và chở qua Malaysia. Anh không biết là Veribas Group còn sở hữu cả nhà máy nữa. Veribas Group còn có bộ phận thiết kế, đặc biệt cung cấp dịch vụ thiết kế nghĩa trang cho khách hàng. Steve, đây là các khu lưu trữ tro hài cốt của khu Lukut. Wow, thiết kế ở đây thật khác ở Klang. Đúng vậy. Có lẽ tháng này trời trong lành mát mẻ hơn. Không, lúc nào cũng vậy. Anna, ở trong những khu vườn lộ thiên như vậy, cảm giác như là ngoài thiên nhiên. Anh thấy các tủ đựng tro hài ở đây là bằng nhôm. Đương nhiên rồi, Veribas Group nhấn mạnh đến yếu tố chuyên nghiệp. Các vật liệu sử dụng đều nhập từ Đài Loan. Hèn gì trông nó khác hẳn. À, không còn nghĩa trang công giáo nữa sao? Có chứ. Nó ở đâu? Anh muốn xem hả? Dĩ nhiên rồi. Đi nào. Mình đến Pagod ở Jeonho hả? Em nói rồi mà. Anh thích hỏi vậy đó, có vấn đề gì không? Angeline, chúng ta đã thật sự đến nghĩa trang Veribas hả? Đúng, giờ chúng ta đang ở Pagod, nghĩa trang Jeonho Veribas. Pagod đúng là vị trí đắc địa. Có thể đến đây trong vòng 45 phút bất kể là anh đi từ đâu trong 8 hướng của Thangkat, Segamat, Labis, Cha, Mua, Batubahat, Yongpeng, Luang. Từ xa lộ em có thể thấy nghĩa trang Veribas rồi đó. Angelai, có phải mấy dòng này và cái ở Seremban là một không hả? Đúng vậy. Tất cả đều được chạm trổ bởi một người duy nhất. Hèn gì chúng lớn lên như nhau. Lớn lên gì chứ, chúng được làm như nhau mà. Đi thôi. Anh biết cái này là gì không? Đó, tốt hơn là đừng thử anh nữa. Anh đã hỏi bạn anh rồi. Đây chính là lò quả thiêu hiện đại đầu tiên và được đặt tên giống như giai đoạn đốt 2 đó. Cái lò này chiếm tới trên 10.000 mẫu tổng cộng. Giai đoạn đốt 2 nghĩa là sao? Veribas đã không ngại tốn kém xây dựng một lò thiêu không khói bảo vệ môi trường.
hèn gì không khí ở đây trong lành thiệt. Thật ra họ cũng muốn các dân tộc khác hay tôn giáo khác đến sử dụng dịch vụ quả thiêu ở đây. Có nhiều lăng mộ đá, anh đoán nơi này có lịch sử chắc 2 năm trở lên. Không đúng, chỉ mới khai thác nơi này 1 năm thôi. Chỉ 1 năm mà có kết quả tốt quá. Dĩ nhiên rồi, đó là lý do người ta rất tin tưởng dịch vụ hoàn hảo của Ferry Park Group. Anh biết các công ty này được đầu tư bằng tiền mặt và sử dụng cùng một phương pháp để mua đất, không có giới hạn trách nhiệm gì cả. Có thể tin tưởng ai nữa ngoài Ferry Park Group chứ? Vậy anh đoán xem diện tích mà Ferry Park Group đã có là bao nhiêu không? 70 mẫu với 30 mẫu đã thi công và 40 mẫu chưa thi công. Nhưng hiện tại Ferry Park Group đã đầu tư vào hơn 150 tỷ rồi. Cái gì? 150 tỷ luôn hả? Anh muốn biết các nghĩa trang Ferry Park Group từ Klang đến Lukut Sang Pakot là những cái duy nhất có đẳng cấp cao trong hệ thống các nghĩa trang tư nhân của Trung Quốc đúng không? Đúng, anh có muốn đi coi không? Muốn chứ. Khi nào? Được thôi.哦，我在这去没准时的，要不然要你请客。哦，我这人去没准时的，要不然要你请客。你那么准时，那是不是我应该请回你啊？好主意。不过不要请那不服气啦，最多吃饱了，带你去个风景优美、环境清静的地方走走，如何？开玩笑，如果这样的地方早就去过了，还需要你带？哈，这个地方我就包你没到过，是吗？在哪儿？走吧。 哇，我第一次坐直升机，好威风哦！怎么样，这感觉很不错吧？简直是 perfect 介绍，我看到猴子王，我已经知道这个是水帘洞。哎，不是花果山吗？算了，外面那三个字没有白写啦。这证明我有读书。读什么书啊？还不是看《西游记》啊？这里有小桥流水，风景真很美啊！嗯，哇，还有八仙呢、啊。
这里是仙境，当然有神仙啦。 喂，还有游客在拍照啊！又怎么奇怪的呢？这里是旅游景点之一嘛，除了拍照，你知道吗？还有很多本地的电视连续剧和MV都在这里取景的。哦，我记得了，我在电视节目上看过的，对不对？肯定看过。你看，除了这个水帘洞，我们还有花果山。哎，你今天穿的衣服怎么跟猴子一样啊？ 你看那边的风景多么漂亮！哇，真是很漂亮啊！不过，如果你加上这些花花草草，我想你会更加漂亮。哦，是吗？哈哈，那你也来试试看啊。 因为这是水帘洞上的冷气骨灰阁。好，因为水帘洞别有洞天。嗯，不要小看这里哦，面积可真大的，可以容纳20000个灵位啊。这么多？嗯。法顺仙境山庄除了有这个冷气骨灰阁， 还有一个花园式的骨灰阁，真的？在哪里？你这么兴奋干什么？我想看嘛。我会带你去。很快啦。先看完这里啦。看完了就吧。这里就是户外花园式的骨灰阁，好别致哦。当然啦，这里所有的一草一木啊，都有专人打理的。神器什么？我家也有一名女佣，只不过专业而已啊。 这样也敢说出来，不怕人笑。为什么这些假人会说话又会动的呢？因为他们的装上了自动感应器啊。哦，而且这里还写上了24孝道的故事呢。除了故事啊，还有文言文啊。啊，让我来考考你，你看得懂吗？我当然看得不懂。哈，我。 早就知道你看不懂的了。哎，不过还有英文，那个我看得懂。哼。哇，这个山庄的墓园真的是好壮观、好大。哇，今天阿斯汀。 开眼界了，让我来告诉你吧。法身仙境山庄的墓园是根据原有的山坡地形风水开拓、设计、美化而建立的。拥有这种设计的墓园，仙境山庄在法身还是第一座呢。真的？那我想知道到底谁是创办人呢？那让我来跟你上一课历史。历史我有兴趣。来。 法身的仙境山庄是法身的第一个私人化墓园山庄，它是在1992年由庄主许天成先生所创立，当年只有18英亩的面积，演变成现在380英亩的墓园，至今已经有10多年历史了。在这期间，仙境山庄已经由拥有的600英亩占地发展成为仙境集团，因为除了有法身的仙境山庄。 它有卢谷的仙境山庄和巴尔的仙境山庄。哇，在短短的十几年，就从仙境山庄变成仙境集团，哼，他一定有他过人之处的。哎，当然了，很不简单啊。那你看看仙境山庄的这个墓园，跟其他的墓园有不同吗？坦白说了，一般的墓园给我的感觉都是阴森恐惧的。 道路不平，野草丛生，寸步难行的，还有墓被凌乱。不过在仙境山庄的墓园完全没有这些问题，走在这里啊，感觉上好像在鸟语花香的花园中散步一样的。对呀，因为这里的环境非常优美，这些都是经过专人特别设计的哦。不但保留了中国人的千年文化，也保留了中国人的儒家思想，还有孝道，一点都不马虎。看得出，看得出。
这么大一个墓园，要保持它的整洁完美，那维修费一定很贵啊。你别担心，先进集团是一间很有远见的集团，他已经和信托夫有限公司签下了信托合约，把基金所得的利息作为墓园的维修基金，还有提供24小时的保安服务，以保障墓园的安全。最重要的是，先进山庄所有的墓园都是属于先进集团，因为他没有向任何银行贷款，而且还是永久地契。哇，这么多优秀的条件，对顾客来说绝对是最佳的保障。哇，这个墓园真的是超级大。它是庄里面最贵的一个墓园，你知道它花费了多少钱吗？是多20万吧？是160万。你说什么？160万。你看，它是用大理石来建造的，不管是人像或者是围墙上的石像图，都是在中国请个师傅回来在这里慢慢雕刻的，每一幅雕刻图都不一样呢，当然是物有所值了。基督教徒的墓园也有。是啊，所以说嘛，先进山庄应有尽有，服务周到，设备齐全。我觉得这些天使的塑像和水帘洞的齐天大圣的塑像各有特色，各有千秋。这里的环境清雅脱俗，虽然风景有别于中国园艺式的墓园，可是你看风景一点也不逊色。这里还有一个特色，就是每一个天使的塑造边都设有喇叭播放圣歌呢。真的？你不信的话听听看。那这里有没有设有基督教徒的骨灰格呢？你说呢？有。还用问吗？当然是有啦。我知道啊，所以我问你啊。法身先进集团了解家庭成员失去至亲之痛，因此培训了许多为殡葬服务的专业队伍为大家服务。他们会安排专人到商家的住处，向家属解说各种殡葬的配套和详情内容，让六神无主的商家们有个明确的方向。殡葬礼仪是葬礼中最重要的一环，因此先进集团策划了一个隆重得体的殡葬配套。先进集团设立的各种殡葬，清楚而仔细的记录所包含的物品以及价格。只要家属们根据配套办理殡葬礼仪，公司是不会另加收费。法身先进山庄有4个宽大的停车场，可容纳大概1000辆汽车的停车位。清明节期间，公司会派遣员工和交通警察负责指挥交通，使到前来扫墓的人士不会面对寻找停车位的麻烦。1998年开始，先进山庄每隔2年会举办一次消灾延寿孝亲超度大法会，深获各界人士的支持。超度主要的含义
就是为了帮助已故者，以得早日超生乐土。在大会上，仙境山庄准备了各种配套的灵位，无论是何种配套，在灵位前都准备了许多的必备品，如金银元宝、斋菜、私人灵位和烟花观赏等等。怎么啦？又有问题要发问啦？是这样的，我搞不清楚到底这是位于靶身的什么位置呢？位于靶身的六英里，从市区过来只需20分钟，如果从吉隆坡过来的话呢，只需要30分钟。这么快？所以说嘛，一点点不远。位于森美兰州的仙境山庄是去靶身之后仙境集团的第二座现代化墓园，它总面积达150英亩，地理位置绝佳，从芙蓉市区出发到颅骨只需要区区的20分钟。哇，这个牌楼很有趣，是手工巧拓天工，我看得出不是一般师傅给雕刻上去的啊，蛮有眼光的。哎，当然了，告诉你吧，建造牌楼的石头是从中国运过来的，雕刻的师傅也是特别从中国请过来在这儿雕刻的。哦，我发觉到这个进口书和靶身那一个有所不同，不过各有特色。森美兰州的仙境山庄占地150英亩，才开发了30英亩，仙境集团啊已经花了5000万令吉了。又5000万了？对啊，我进去看看。走。啊，我发觉到啊，森美兰州的仙境山庄和靶身那个是一样的，庄内的墓园的规划和设计都是由专业的风水师依照当地的风水和地理形势来规划的。对呀，除了环境优美，我们华人更讲究风水，对不对？坐落在森美兰州颅骨的这座仙境山庄是由2005年开始建造的，虽然只是3年时间而已，可是它已经是一座设备完善的墓园。这不简单啊，而且要做到不向银行贷款，一草一木都是天津投资的。哇，我真的是佩服到五体投地啊。那就代表了仙境集团的资金雄厚嘛，所有旗下的公司都不用贷款啊，而且啊还是永久地契啊。真的？嗯，所以说这一间是绝对值得大家信赖和投资的墓园。绝对值得信赖。不过有个问题啊，这里感觉上好像有点偏僻，交通会不会不方便呢？怎么会呢，刚才从市区进来不是20分钟而已吗？对，哎，带你去一个地方看看。这里要什么东西好看的，来来去去不是那些火葬场或者是骨灰阁。你以为这是一般的墓园啊？你不看算了，我自己去看。哎，等一下，投资了5000万必定有些东西好看的。哎，走走走。除此之外，仙境集团在中国也有一个石碑制造厂，这里就是位于中国福州工作人员正在炸石的情形。首先，他们把已炸开的石头送往与中国泉州的辉安工厂进行清洗的工作。切割、打磨和雕刻。是包装好，送到码头，再运往马来西亚。啊，小
想不到先进集团也有自己的工厂啊。先进集团有自己的先进设计公司，专门顾客设计墓园和墓碑，因为他们有刻画墓碑的仪器。Steve， 这就是颅骨的骨灰格。哇，这里和靶山的先进山庄设计截然不同啊。对呀、可能是这个院子的关系吧，感觉上这里的空气比较清新。面对这个露天的花园，你可以感觉到好像在户外。我看到这里的骨灰箱全都是用铝做的，这样大本钱啊。当然啦、先进集团最讲究尽善尽美的了，所用的这些原料都是台湾进口的。怪不得看上去果然与众不同啊。这里基督教徒的墓园也有对不对？有。在哪？你想看吗？当然想。走啦。下一站是不是去罗伯特的巴尔？不是说了吗？明知故问。我喜欢呢、可以吗？哇，安吉丽，我们真的来了仙境了。对呀、我们现在罗伯特巴尔的仙境山庄。告诉你吧，巴尔位置绝佳，无论你是从东夹、西夹莫、拉美市、山鹤港、麻坡、巴珠巴峡、永平、居銮这八个地方来，车程只需45分钟。你看，就在高速公路旁，就可以看到这地方。Angelina，我有个问题啊，这个牌楼和圣美兰州那一个好像一样啊。对呀、顺便告诉你吧，从设计的雕刻都是出自一个人的手笔。难怪长得一模一样。什么长得一模一样？做的一模一样啊！走啦。什么吗？那你不用考我，我刚才问了一位老兄，他告诉我这是第一个设备先进的火葬场，也称为二度燃烧，里面总面积达10000多方尺，对不对？对。何谓二度燃烧啊？他为了配合全球的环保计划，不计成本安装了一个无烟环保炉，使到这边的环境可以保持清洁干净，不受污染啊。难怪这里空气这么清新。其实这里也欢迎其他的种族和宗教人士在这里举行火葬仪式。这里墓碑也不少啊，让我猜猜看，我看这里历史已经有2年了吧？错了，这里是2007年才开发的，那意思说才1年而已啊。1年时间就这么好的成绩，那不错啊。当然啦、因为先进集团的服务周到，值得信赖。我知道你们公司是用现金来投资的，连买地也是一样，完全没有负债的。如果不相信先进集团，还能相信谁呢？那你猜猜看，我们占地有多大？我们占地70英亩，开发了30英亩，还有40英亩。可是到目前为止，先进集团老板已经投资超过了3000万。什么？3000万啊？我还知道，从水安鹅的靶身到圣美兰的颅骨，一直到罗佛的巴尔，都是数一数二私人中国园艺师的墓园，对不对？对呀、那你想不想到处参观呢？当然想啊。走啊。走。